Tin tức mới, bất động sản Quy Nhơn Bình Định chính thức nhận đặt giữ chỗ đất nền đô thị phân khu 4 Nhơn Hội thành phố mới Quy Nhơn, hoàn lại tiền 100% nếu khách hàng không chọn được vị trí ưng ý. Chỉ với 30% giá trị đất sẽ có sổ đỏ trao tay, ngân hàng hỗ trợ vay 70%, cơ hội đầu tư lợi nhuận nhất hiện nay dự án đất nền nhất Quy Nhơn năm 2019. Vị trí trung tâm của các quần thể du lịch trọng điểm tỉnh Bình Định mở bán giai đoạn một dự án đất nền phân khu 4 khu đô thị sinh thái Nhơn Hội quy mô 34,16 ha vị trí đắc địa. Mặt tiền quốc lộ 19B và vành đai 2, tổng sản phẩm 1.308 nền có đường xuống biển xây dựng mẫu tự do, giới hạn chiều cao, sổ đỏ trao tay giá dự kiến từ 15 đến 18 triệu mét vuông giai đoạn 1. Giai đoạn 2 tăng từ 5 đến 10% loại hình đất liền kể 961 nền DT, 5 x 16 m UCF, lùi sau 2 m, từ tối đa 6 tầng đất liền kể thương mại, 347 nền DT, 7 x 18 m UCF, lùi CAC và sau 2 m. Xây tối đa 10 tầng trừ 7 lóc chung cư 40 tầng tiện ích trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung tâm y tế, quảng trường biển, công viên, hồ bơi, trung tâm mua sắm, khu vui chơi, lộ giới. Nhỏ nhất 11m lề đường mỗi bên 2,5m, lớn nhất 50m lề đường mỗi bên 9m, dự án nằm về phía đông bắc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội. Quy Nhơn Bình Định hướng tiếp cận chính là quốc lộ 19B tiếp giáp như sau. Phía bắc giáp công viên tuyến CVT03 và CVT04 của khu đô thị, phía nam giáp lõi đô thị, phía đông giáp đường vành đai của khu đô thị theo quy hoạch, phía tây giáp quốc lộ 19B tuyến trục khu kinh tế. Nhơn Hội liên hệ với chúng tôi 0935996636, 0935366005 để được nhân viên chúng tôi tư vấn và hỗ trợ. Xin vui lòng để lại số điện thoại của khách đầu tư. Bên chúng tôi gọi trực tiếp và tư vấn rõ hơn về mô hình dự án bên chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Rush you, rush you, rush you, rush Mr. Rossi, yes, ah.